Xin chào các bạn đến với bài học tiếng Quảng Đông. Mình là Nam Phong. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách học tiếng Quảng Đông giống người bản ngữ. Cũng giống như tiếng Việt, chúng ta bập bẹ nói tiếng Việt rất là thạo lúc 5-6 tuổi. Nhưng chữ Việt mình hầu như là không biết. Và tiếng Quảng Đông cũng vậy. Mình đừng nên chú tâm chữ nghĩa khi mà kỹ năng nghe của mình vẫn chưa tốt. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tiếng Quảng Đông và bài số 3. Nội dung của bài này liên quan đến chào hỏi. Trước khi vào bài, chúng ta sẽ học từ vựng. Các bạn lặp lại theo mình 2 lần. Này. Này. Này có nghĩa là bạn. Ngôi thứ 2 số ít. Hổ. Hổ, hổ có nghĩa là tốt. Hai từ này thường hay đi chung, người trong lúc chào hỏi người ta sẽ nói nị hổ có nghĩa là bạn khỏe không. Có một số bạn hỏi mình nị hậu có giống như nị hủ hay không. Nị hậu trong tiếng Quảng Đông, hậu có nghĩa là cái miệng. Khi mà mình nói nị hậu có nghĩa là, mặc dù hai chữ nó khác nhau nhưng mà người bản ngữ sẽ nghe ra là cái miệng của bạn. Thành ra là nó mang một nghi nghĩa không tốt. Chúng ta tập lại từ này. Nị hổ. Nị hổ. Huy. Huy. Huy có nghĩa là đi. Pin tụ. Pin tụ. Pin tụ có nghĩa là đi đâu. Đi đâu đó. Hơi pin tổ. Hơi pin tổ. Chúng ta để ý chữ pin. Âm pờ trong tiếng Quảng Đông. Pờ. Pờ. Pin tổ. Pin tổ. Âm pờ mình đọc bật hơi rất là mạnh. Pờ. Pờ. Phan cung. Phan cung. Chúng ta để ý chữ phan ở đây mình đọc là âm an phan. Nếu các bạn đọc sai, các bạn sẽ đọc ra âm phán an phán. Phan cung là các bạn đang đọc sai chữ phán. Nếu như các bạn đọc đúng phan phan, sau khi bắt các bạn đọc chữ phán thì cái đầu lưỡi của bạn sẽ chạm vào ở hàm trên. Cai xỉ. Cai xỉ. Cái xỉ là cái chợ. Các bạn đọc sai các bạn hay đọc sai ở chỗ cái xỉ. Nhiều bạn sẽ đọc là cái sĩ, cái sĩ. Đúng của nó là cai sĩ, cai sĩ. Ở đây có nghĩa là không. Là một cái âm câm. Mình đọc bằng cách ngậm môi và trong môi mình phát ra chữ Mình lưu ý khi đọc chữ thì mình sẽ ngậm môi mới trước khi phát âm. Nếu mình đọc sai, mình sẽ phát âm trước khi ngậm môi, nó sẽ là ầm. Nếu mà các bạn phát âm đúng, nó sẽ là Chậu. Chậu. Chậu có nghĩa là chạy. Xin. Xin. Xin có nghĩa là trước. Các bạn đọc sai, các bạn sẽ đọc ra cái âm là xính. Xính. Chữ xín này mình sẽ đọc vần in như là giọng Bắc chữ in. Xin. Xin. Và chúng ta bắt đầu học đàm thoại. Nǐ hǒu. Nǐ hǒu. Nǐ huì bīn tòu?
Ngọ hơi phan côn, nị nê. Ngọ hơi khai sĩ. Chó nị, ngọ cháu xin. Bye bye. Bye bye. Vậy là chúng ta vừa học xong bài học số 3. Đây là bài học chính, hướng dẫn bằng tiếng Việt. Ngoài ra có một số bài mình sẽ làm riêng có từ vựng. Bạn nào có thời gian thì có thể tham khảo thêm. Và cuối cùng như thường lệ chúng ta sẽ có một bài tập. Ở bài tập này chúng ta sẽ luyện nghe và luyện cách trả lời. Các bạn lắng nghe. Ni pho suy dậu kỷ co dạnh. Khởi tỷ hơi biên tụ. Ở câu đầu có nghĩa là trong bài học này có bao nhiêu người? Ở câu thứ hai, họ đi đâu? Công việc của các bạn là trả lời hai câu hỏi này bằng tiếng Quảng Đông. Bài học đến đây là hết. Cuối cùng như thường lệ, cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ đăng ký kênh của Nam Phong để tiện theo dõi khi có bài học mới. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại. Tại ca choi kinh.